vui khi được đồng hành với các em trong bài học ngày hôm nay, bài 29 An toàn khi sử dụng điện. Và ở bài này, chúng ta có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu giới hạn nguy hiểm khi dòng điện qua cơ thể người, có cường độ dòng điện và hiệu điện thế là bao nhiêu. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác dụng của cầu chì. Và nội dung thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu những quy tắc an toàn khi sử dụng điện. Để mở đầu cho bài học ngày hôm nay, cô giới thiệu với các em, đây là hình ảnh các thiết bị điện, các thiết bị tiêu thụ điện trong gia đình của chúng ta. Và để các thiết bị điện này hoạt động được thì chúng ta cần phải có dòng điện. Và về đêm thì các em thấy là thành phố rực rỡ ánh đèn. Và để có được điều này thì chúng ta cần phải có dòng điện. Và khi có dòng điện thì chúng ta sử dụng dòng điện như thế nào cho an toàn? Các em cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay, đó là bài 29 An toàn khi sử dụng điện. Ở bài này chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên là dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm. Và chúng ta sẽ tìm hiểu phần một nhỏ là dòng điện có thể đi qua cơ thể người. Ở phần này cô giới thiệu với các em, đây là đèn bút thử điện. Vậy thì chúng ta cầm đèn bút thử điện như thế nào để cho đèn bút thử điện sáng? Thì các em biết rằng là mạng điện trong gia đình của chúng ta có hai dây dẫn điện, gọi là dây nguội và dây nóng. Khi chúng ta cho một đầu bút thử điện vào lỗ điện nối với dây nguội thì đèn bút thử điện không sáng. Nhưng khi chúng ta chạm đầu bút thử điện vào trong lỗ điện mà nối với dây nóng thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là khi tay cầm thân nhựa của bút thử điện thì đèn bút thử điện không sáng. Nhưng mà khi tay chúng ta cầm đuôi dẫn điện của bút thử điện thì lúc này đèn bút thử điện sáng. Nhưng mà nếu như thân người lúc đó cắt điện với mặt đất thì đèn lúc này sẽ sáng yếu. Trường hợp thứ ba là nếu như tay cầm đuôi dẫn điện của bút thử điện và thân người tiếp xúc trực tiếp với mặt đất thì lúc này đèn bút thử điện sẽ sáng mạnh. Như vậy qua đây chúng ta thấy cơ thể người của chúng ta là một vật dẫn điện. Bây giờ cô sẽ tiến hành làm thí nghiệm để biết được rằng là cơ thể người của chúng ta là hoàn toàn là vật dẫn điện. Trong thí nghiệm này cô có một mạch điện gồm có nguồn điện, cầu chì, bóng đèn, công tắc và một mô hình người điện. Các bộ phận này nối tiếp với nhau sao cho một đầu của bóng đèn nối với vị trí số 1 của người điện. Đầu bóng đèn còn lại sẽ nối tiếp với cầu chì, nguồn điện, công tắc và vị trí thứ 2. Ở vị trí thứ 2 này, chúng ta có thể di chuyển bất kỳ trên vị trí nào trên người điện này. Và khi cô đóng công tắc, các em quan sát bóng đèn. Khi cô đóng công tắc, các em thấy đèn lúc này sáng, chứng tỏ là người điện này là vật dẫn điện. Như vậy qua đây, chúng ta rút ra được kết luận là cơ thể người là một vật dẫn điện. Vậy thì khi cơ thể người của chúng ta là một vật dẫn điện, vậy thì dòng điện qua cơ thể người gây nguy hiểm ở cường độ là bao nhiêu? Các em cùng cô vào phần 2 nhỏ. Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện khi đi qua cơ thể người. Và các em biết rằng là ở bài cường độ dòng điện chúng ta học thì chúng ta biết là dòng điện có cường độ trên 10mA khi đi qua cơ thể người thì sẽ cơ co rất mạnh và lúc này chúng ta không thể duỗi tay ra khỏi dây dẫn điện khi chúng ta chạm phải. Và khi dòng điện có cường độ lên đến trên 25mA khi đi qua ngực sẽ làm gây tổn thương tim. Và đối với dòng điện có cường độ từ 70mA trở lên khi đi qua cơ thể người tương ứng với hiệu điện thế là 40V trở lên đập vào cơ thể người thì sẽ gây tim ngừng đập. Như vậy giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người đó là cường độ từ 70mA trở lên và hiệu điện thế là từ 40V trở lên. Như vậy đối với mạch điện mà dòng điện tăng đột ngột thì mạch điện lúc này xảy ra hiện tượng gì? Các em cùng cô vào phần tiếp theo, hai la mã, hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu phần một nhỏ là hiện tượng đoản mạch. Trong phần này, cô có hai sơ đồ mạch điện. Sơ đồ thứ nhất là gồm có nguồn điện một chiều, cầu chì, anh bê kế, công tắc, bóng đèn nối tiếp với nhau. Khi cô đóng công tắc, chúng ta sẽ quan sát số chỉ anh bê kế lúc này chỉ giá trị I1 là bao nhiêu. Đối với mạch điện thứ hai, chúng ta có nguồn điện một pin, cầu chì, ampe kế, công tắc, bóng đèn, các bộ phận này mắc nối tiếp với nhau. Tuy nhiên, lúc này cô dùng một dây dẫn, cô nối hai đầu của bóng đèn này lại. Sau đó cô đóng công tắc, chúng ta quan sát số chỉ ampe kế, chỉ giá trị I2 bao nhiêu. Bây giờ, cô và các em tiến hành quan sát thí nghiệm. Trong mạch điện này, cô có nguồn điện một chiều là ắc quy, nối tiếp với cầu chì, ampe kế, công tắc và bóng đèn. Bây giờ cô đóng công tắc, các em quan sát số chỉ của ampe kế. Khi cô đóng công tắc, các em thấy lúc này đèn sáng và ampe kế chỉ giá trị là 2 ampe.
Bây giờ cô sẽ dùng dây dẫn cô nối hai đầu dây đèn này lại. Như vậy các em sẽ quan sát cho cô số chỉ anh vê kế lúc này là bao nhiêu và các em quan sát cầu chì cho cô lúc này. Cô dùng dây dẫn cô nối hai đầu bóng đèn. Các em thấy lúc này anh vê kế chỉ giá trị là 6A và quan sát các em thấy cầu chì nóng chảy, đứt và ngắt mạch. Như vậy hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng đoản mạch. Và khi hiện tượng đoản mạch xảy ra, các em thấy là dòng điện có cường độ tăng. Như vậy thì qua thí nghiệm này, chúng ta rút ra được kết luận là khi bị đoản mạch, dòng điện trong mạch có cường độ lớn hơn. Và khi đoản mạch như vậy thì cầu chì lúc này có tác dụng như thế nào? Các em cùng cô vào phần 2 nhỏ, tác dụng của cầu chì. Như thí nghiệm vừa qua, các em vừa quan sát, các em thấy là khi bị đoản mạch thì cầu chì sẽ nóng chảy, đứt và ngắt mạch. Như vậy đối với các cầu chì có ghi số ampe như là 1A, 2A, 5A hoặc là 7A thì số ampe này có ý nghĩa gì? Như vậy số ghi ampe này có nghĩa là khi dòng điện qua mạch mà cường độ tăng vượt quá giá trị này thì cầu chì sẽ bị đứt. Như vậy qua đây chúng ta thấy là cầu chì có tác dụng là tự động ngắt mạch điện khi dòng điện có cường độ tăng quá mức, đặc biệt là trường hợp đoản mạch. Và khi mạch điện của chúng ta mà chúng ta thấy là nó dòng điện tăng quá mức như vậy thì các cái dụng cụ điện trong gia đình sẽ rất là dễ bị hư hỏng. Và để tránh các cái tác hại như là hiện tượng đoản mạch hoặc là quá tải, người ta còn dùng cái ngắt điện tự động gọi là CB. Giới thiệu với các em, đây là hình ảnh CB. CB được mắc vào mạch điện xen kẽ với nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện. Và ngoài ra để ngăn dòng rò điện thì người ta còn dùng một thiết bị có tên gọi là cầu dao chống giật hay còn gọi là ELCB các em. Như vậy để đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện thì chúng ta cần phải có những quy tắc như thế nào? Các em cùng cô vào phần 3 la mã quy tắc an toàn khi sử dụng điện. Ở phần này chúng ta có những quy tắc sau. Quy tắc thứ nhất là chúng ta phải hết sức cẩn thận khi sử dụng với các nguồn điện có hiệu điện thế trên 40V. Các em lưu ý cho cô là phải lưu ý với nguồn điện có hiệu điện thế 40V bởi vì ở giá trị này sẽ gây nguy hiểm. Và quy tắc thứ hai là chúng ta phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện. Dây dẫn như thế này là chưa được các em bởi vì dây dẫn lõi của nó bị hở. Và quy tắc thứ ba là đối với các cái mạng điện dân dụng hoặc là các cái thiết bị điện mà các em chưa biết cách sử dụng thì chúng ta không được tự ý chạm vào. Quy tắc thứ tư là khi có người bị điện giật thì chúng ta không được tự ý chạm vào người này và chúng ta phải tìm cách ngắt công tắc điện và gọi người cấp cứu. Như vậy dựa vào những thông tin này, các em cùng cô vào phần tiếp theo, đó là phần 4 la mã vận dụng. Ở phần này cô có câu hỏi đặt ra là hãy viết một câu cho biết có gì không an toàn điện và cách khắc phục cho mỗi hình ABC sau đây. Ở hình A này chúng ta có một đoạn dây dẫn, chúng ta thấy lõi dây nó bị hở. Như vậy thì sơ ý chạm vào thì chúng ta sẽ dễ bị điện giật. Như vậy thì chúng ta sẽ viết câu như thế nào đấy các em? Thì một trường hợp gợi ý cho câu viết như sau. Lõi dây điện có chỗ bị hở, nếu vô ý chạm phải có thể bị điện giật gây nguy hiểm. Và cách khắc phục là chúng ta dùng băng dính cách điện bọc nhiều lớp thật kín lõi dây. Và các em lưu ý là trước đó là nhớ ngắt điện. Và trường hợp thứ hai là hình B. Các em quan sát hình B, các em thấy là nắp cầu chì chỉ giá trị là 2A, trong khi đó dây chì là 10A. Như vậy thì trường hợp này chúng ta viết câu gì cho trường hợp này và cách khắc phục của nó ra sao? Cô gợi ý cho các em một trường hợp. Viết câu là nắp cầu chì ghi 2A lại nối bằng dây chì 10A, như vậy là quá mức quy định. Nếu như sự cố xảy ra, dòng điện tăng cao, cường độ tới 9A, lúc này thì dây chì chưa đứt nhưng mà dụng cụ điện dùng cầu chì này thì có thể bị hỏng. Như vậy chúng ta sẽ có cái câu khắc phục như sau. Sử dụng dây chì có ghi số ampe phải phù hợp với số ampe ghi trên nắp cầu chì. Và trường hợp cuối cùng là hình C. Các em quan sát hình C cô nhé. Ở hình này các em thấy là người mẹ đang sửa bóng đèn hoặc là thay bóng đèn nhưng mà chân thì lại tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà. Trong khi đó người con thì lại đóng hoặc là mở công tắc. Vậy thì trường hợp này các em viết câu như thế nào và cách khắc phục ra sao? Cô gợi ý một trường hợp viết câu là mẹ thay hoặc là sửa bóng đèn thì con lại đóng công tắc điện. Nếu như đóng công tắc thì dòng điện có thể đi qua cơ thể người mẹ và không an toàn điện. Chân mẹ lại tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà là không an toàn. Và câu khắc phục như sau. Không được đóng công tắc khi đang sửa điện. Khi sửa điện cần phải đứng trên vật như là dép nhựa
hoặc là ghế gỗ khô hoặc là ghế nhựa để cắt điện với đất và sàn nhà. Qua bài học ngày hôm nay, các em cần phải nắm được cho cô điều gì? Qua bài học ngày hôm nay, các em cần phải nắm được cho cô là giới hạn nguy hiểm khi dòng điện qua cơ thể người có cường độ là từ 70 mA trở lên và tương ứng với hiệu điện thế là từ 40V trở lên. Và thứ hai, các em cần phải nắm được cho cô là tác dụng của cầu chì là tự động ngắt mạch điện khi cường độ dòng điện tăng quá mức và đặc biệt là trường hợp đoản mạch. Thứ ba là các em cần phải nắm được cho cô một số quy tắc an toàn điện. Tức là chúng ta chỉ làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V, còn trên 40V thì sẽ gây nguy hiểm. Quy tắc thứ hai là chúng ta phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện. Quy tắc thứ ba là chúng ta không được tự chạm vào mạng điện dân dụng cũng như thiết bị điện mà khi chúng ta chưa biết cách sử dụng. Và quy tắc thứ tư là khi có người bị điện giật thì chúng ta phải tìm cách ngắt công tắc điện và gọi ngay người cấp cứu. Qua bài học ngày hôm nay, đến đây là hết. Cô cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong suốt bài học này. Cô chúc các em học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau. Mến chào các em!